Xin chào các bác, xin chào anh chị và các bạn là yêu mến hoa lan. Đây là cây phi điệp tím đấy các bác. Bông rất là to và mặt mặt hoa cũng khá là đẹp các bác. Bông to ha. Thì đây là những cái lan phi điệp tím mà được trồng kiểu như là không phân thuốc đấy các bác này. Thì nó như thế nào thì các bác có thể thấy được là cái hoa rồi cái thân nó cũng khá là to, mập mạp, đẹp, đặc biệt là không cần phân thuốc các bác nhé. Nhiều anh chị trồng phân thuốc thì nó hơi tốn kém tí. Em Nam thì trồng không có phân thuốc. Em Nam sẽ có một cái video cho các bác xem là cây phi điệp năm cánh trắng em Nam trồng thuận thiên, có gọi là trồng kiểu mang về rừng trồng á, cho các bác xem. Tuy nhiên thì đây là những cái cây lan mà trồng thuận thiên, là thứ nhất đó là trồng giá thể bình thường thôi các bác nhé, thì cũng cho nó một ít là cái phân, cũng phân gói kiểu như của người ta bán đấy, vài hạt phân tan trọng. Và cái này thì những cái lúc mà nó chưa ra bông nữa các bác, thì em Nam đưa nó ra ngoài vườn để dưới cái bóng cây thôi các bác, cái bóng cây, cây xanh nhá, để có cảm giác là ánh sáng này, gió, ánh sáng và gió là một trong những cái mà nó rất là quan trọng đối với lan, nhưng đặc biệt là nó núp ở dưới cái bóng cây và là cái rừng, cái cây xanh như một hệ sinh thái đó các bác. Và để chờ đến cái giai đoạn mà nó trổ bông, nó ra hoa và nó gần trổ bông thì mang vào nhà chơi. Chính vì vậy mà cái bộ lá nó khá là đẹp và xanh, lá to xanh và tất nhiên là không có bị thối nhũn rồi bị côn trùng đốt, các bác thấy chưa, mà cũng không phải phun cái gì cả. Thì đấy là một cái mà em Nam nghĩ là chúng ta nên phát huy để chơi, bởi vì bản chất tất cả các loại bảo vệ thực vật thì nó đều có hại ở một trường hợp, ở chỗ một cái tỷ lệ nào đó. Còn bản chất thì lan thì nó ở trong rừng thì nó không có nhiều phân, nó không xanh đẹp thôi, chứ còn thực ra thì chúng ta cứ nghĩ rằng là nó cũng rất là dễ sống mà, đúng không, rất là dễ sống. Và khi mà về đến chúng ta thì chúng ta cứ trồng nó bình thường và tạo cho nó thêm một chút cái không gian và thêm một chút dinh dưỡng thì nó sẽ có màu xanh và nó sẽ có cái độ mập mạp của cây, cây nó lực và hoa nó sẽ to và nó khỏe, nó đẹp. Nói chung là thơm thì rất là thơm rồi. Phi điệp rừng thì nó không có bền lắm các bác, nó tầm được khoảng 10 ngày thôi ha, chơi được khoảng 10-12 ngày gì đó thì bắt đầu nó tàn, nhưng mà không sao cả các bác. Thì chơi lan thì nó cũng như là một cái sự chinh phục bản thân mình đó. Ở trong rừng nó cũng vậy thôi các bác, nhưng mà đưa về thì chúng ta có cái thời gian cho nó chăm sóc, rồi qua ngày tháng nó trổ chúng ta những cái mặt bông, những hoa chúng ta ngắm, cũng chỉ là sớm nở tế tàn này các bác. Cái vấn đề là chúng ta khi có thời gian rảnh rỗi ha, ngắm cây, chăm sóc, rồi gọi là một cái sự chinh phục thiên nhiên thôi ha, ngắm chơi để lấy cái niềm vui lúc rảnh rỗi, và khi có hoa thì chúng ta được ngắm. Em Nam thì để ngay trước cửa, khi mà nó đang ở giai đoạn nó không có hoa thì mình để ở ngoài vườn, và khi mà có hoa thì để trước cửa và sáng ra ngắm, đi ra đi vào thì ngắm, và thường thì nó hương thơm phảng phất, rất là mê. Em Nam rất thích trồng cây xanh và trồng hoa, trong đó có hoa lan. Thì cái thời gian mà hoa nó cũng được ngắn, thời gian này thì là cái mùa hoa lan, và quay những video này để nói chuyện với các bác và muốn truyền cái thông điệp với cái gọi là cái cách trồng lan thuận thiên đấy các bác ha. Thuận thiên chơi theo cách riêng của mình rồi, nhưng mà trồng là trồng thuận thiên đấy các bác, không cần quá nhiều phân thuốc, chúng ta chỉ cần tạo một cái môi trường nó kiểu như là nó thuận lợi một chút và hơn một chút, có nghĩa là hơn một chút dinh dưỡng. Thì lan rừng thì nó không thể là xanh và to và mập mạp thế này được, nhưng mà nó khỏe. Thì một trong những cái mà chúng ta nên hiểu về cây, về lan để chúng ta trồng nó cũng khá là đẹp. Và như các bác biết rồi, khi mà chúng ta có thời gian để ngắm những cây lan, chơi những cái cây mà chúng ta thích, có những cái giờ phút bình thản, thì đấy là một những cái món quà của cuộc sống đó các bác. Chứ còn thực ra thì cuộc sống này nó rất là bộn bề đúng không, ai cũng tấp nập mà
bận bịu với kiếm tiền, đôi khi chúng ta quên đi cái một vài những cái sở trường đôi khi chúng ta thích. À, hãy dành và chiều chuộng cái bản thân chúng ta một một chút để chúng ta chơi ngắm những bông hoa, chơi những cái khoảnh khắc mà nó qua rất là nhanh, mỗi ngày qua đi là món quà đấy các bác. Đấy. Ngày mai nó qua đi rồi chỉ còn lại những cái gì mà chúng ta giữ lại thôi ha. Cảm ơn anh chị và các bạn và các bác đã xem cái video này. Chúc các bác, anh chị và các bạn có một ngày thứ bảy bình an, hạnh phúc bên gia đình, và hãy vui, hãy chơi những cái gì chúng ta thích, hãy dành cho chúng ta bản thân một vài những cái khoảnh khắc thật là bình bình thản và ngắm những bông hoa. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau nhé.